trong giả có thật, trong thật có giả, trong ảo có thật, trong thật có ảo thì nó mới là hay, hiểu chưa? Chứ còn thật quá thì nó lại thành ra ngố. Nếu ông nào mà không không có thật thì có kể như tôi không? Chắc khó nhỉ. Sáng mai em mời anh lên tầng 43 Vincom uống cà phê. Ái xa, Ninh Nguyễn chất chơi đấy nhá. Lên tầng 43 Vincom uống cà phê thì chất rồi. Chụp ảnh đẹp chất studio. Ok, chào cả họ nhà em luôn nhá. Chuyện này là chuyện nói phét, cho nên là nhiều khi mà anh em mà là có khi là xem thì cũng phải thông cảm nhá. Nếu mà thật thì bị bế lâu rồi nhá. Áo hồng đi vào. Cửa hàng nhà em ngay cạnh nhà anh. Ái xà, ở đâu em? Quả ảnh anh cầm túi ý áo đẹp người chất rõ ràng áo đấy kiểu giống như này. Ái xà, con lợn này bật lại tao xem. Ái xà, gấu nhỉ. Cứ bình luận thôi, nhưng mà không phải spam đâu nhá. Spam nó láng anh em không xem được, đừng có spam. Không phải là công tử. Công tử em biết cái từ công tử ấy nhỉ không? Những thằng công tử ấy là những cái thằng mà sinh ra nó ở vạch đích rồi. Bố nó làm to, mẹ nó giàu thì mới gọi là công tử, thấy chưa? Còn bố anh thì ba đời làm nông thì làm sao mà có chuyện công tử được em? Đi lên từ hai bàn tay trắng nhá. Có sân chơi anh đi không? Đi luôn đi. Em trêu anh tí thôi anh ơi. Ok, sao lại đổi tên à? Meo Meo TV đổi tên à? Hôm trước là anh thấy Meo Meo mà giờ lại thêm TV à? Thế anh tưởng là thằng khác. Anh đóng góp bao nhiêu phần trăm vào công việc dẹp loạn giang hồ mõm? Cái việc mà giang hồ mõm ấy thì mình cũng không quan tâm, và mình cũng chẳng phải làm gì mà để mà dẹp loạn cái giang hồ mõm cả, thấy chưa? Mà mình cũng không có cái tiết hạnh gì để mà đi dẹp. Nhưng mà lên dẹp loạn giang hồ mõm, giang hồ mõm nó có cái hay của giang hồ mõm, thấy chưa? Nhưng bản thân mình nhiều khi cũng lên thích xem. Bản thân là em ấy, là em trong nhà, nên là nhiều khi vẫn thích xem anh Long livestream đấy, nó hay. Hoặc là nhiều khi mình vẫn thích xem là ông Khánh Trường Gai, ông nói chuyện cũng tương đối là hay, làm sao phải đẹp, thấy chưa? Còn ví dụ những cái ông kia ấy, những cái ông mà làm quá, livestream mà sai trái quá, làm ảnh hưởng đến giới trẻ, thì là đã được nhà nước, được các cơ quan chức năng người ta vào cuộc rồi. Chứ mình không làm cái gì mà đi dẹp loạn cả. Mình tối về ngủ cho sớm, chưa? Vắt trên trán suy nghĩ, giữ cái sức khỏe, mai đi cày, thế thôi. Thì cái việc đi vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay là cái ký sự đi bịp cùng với anh Bịp Vương. Ký sự cùng với anh Bịp Vương là vào sân chơi. Thì cái cuộc chơi nó cũng vòng vo, là do cái thằng, một thằng nó gọi vào. Tôi tạm thời tôi quy ước gọi thằng đấy là gỗ nhá. Thằng gọi tôi vào gọi là gỗ đi nhá, cho dễ nhá, gọi cho gỗ để cho anh em dễ hiểu nhá. Thì hôm đấy là có cái thằng gỗ, tôi xin phép là không nói tên ở đây, và cũng không nói cái địa danh nó đang ở, chỉ nói thế nó ảnh hưởng, chỉ nói là thằng gỗ. Thằng gỗ nó gọi mình đến chơi. Thì là ngày đấy tôi lên mạng rồi, có lên mạng nhưng mà không không lộ mặt thế này, có quay mấy clip
gọi là tay nghề với lại đồ, thì là nó bảo là anh ơi về cứu em. Thế mình bảo với nó là cứu cái gì mà cứu, anh làm sao cứu được em? Em muốn tự cứu bản thân em đi. Thì nó bảo là em không đưa đồ vào được. Lần trước em đưa cái đĩa hình vào thì bọn nó thằng bạn của em nó cầm lộ mẹ cái màn hình. Thế là nó biết, nó đập con mẹ vỡ đĩa. Thế là em không chơi được. Giờ nó để ý em, nó không đưa vào được mà em thua nhiều lắm. Anh về cứu em. Thằng gỗ họ là Lim đi nhá. Thằng gỗ họ là gì anh? Gỗ là Lim nhá. Là cứng nhá. Cứng là khi chưa ngâm nước. Đến khi mà ngâm nước rồi thì mềm lắm. Thì nó bảo là anh ơi về cứu em. Thì mình lúc đấy là đi gọi cả anh bị Vương đi cùng để hai anh em đi cùng, bởi vì là có hai kiểu như này này, có hai kiểu kiểu tay nghề, bọn mình đi đánh thì đánh bằng chủ yếu đánh bằng tay nghề thôi. Bố thằng gỗ tên là gì anh? Bố thằng gỗ tên là gì nhỉ? Bố thằng gỗ tên là gì? Thì thôi, đang kể câu chuyện này nó hỏi Hỏi khoai bố thằng gỗ tên là gì? Rồi mày hỏi họ thì anh họ có thể là họ họ Lim. À thằng Mộc, đúng rồi. Bố là ông Mộc, ông Mộc. Bố thằng gỗ tên là ông Mộc. Ông Mộc. Rồi rồi, ông Mộc. Chuẩn nhá. Bố thằng gỗ tên là ông Mộc nhá. Thôi, ông hỏi thế tôi lại cuốn là chết đấy nhá. đang kể ăn vào câu chuyện. Đang ăn câu chuyện có bố kể hỏi như thế thì phải đau đầu, nhức đầu thì em cũng quên hết đấy. Thôi không giống anh Tiến, chú bắt anh ở lại làm chi? Ông Mộc về quê Bắc Ninh. Thôi thì tạm thời là tên là gỗ đi. Bây giờ mình kể câu chuyện nó không liên quan đến bố nó, không liên quan đến mẹ nó nhá, cũng chẳng liên quan đến họ. Thôi mình bỏ qua cái vấn đề đi. Thế là ông ấy thua. Ông ấy thua, bây giờ ông ấy bảo là anh cứu, mình bảo là mày thì cứu mày. Thì ông bắt đầu mới trình bày là ông không đưa được đĩa vào thế này thế khác. Thì đưa đĩa vào bị nó đập rồi, giờ nó nghi ngờ. Thế là mình gọi Vương, hai hai ông đi vào. Thì trước khi đi vào ấy thì ông bạn này ông nói như ông rời con. Kiểu như là trái đất này là của bố mình ấy. Là ông bảo là anh ơi, ở cái sân này ấy, nói thật là em không cướp được tiền nó thôi, em không cướp được tiền em phải chịu thôi. Thế còn để mà bịp ấy, nổ cũng được, nó không làm sao hết. Đấy, em không vướng, anh của em thuộc dạng đẳng cấp ở đây, là bố của bọn nó rồi. Thế là đến đến cái đấy là mình cảm thấy ok. Không biết là anh nói như nào, nhưng nó bảo là anh nó kể tên anh này anh kia thì cũng đúng thật, là ông mình check ra thì ở khu đấy là ông này có tiếng. Là đi vào chơi. Không, đừng 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 nhắn tin, đừng gọi điện nữa, gọi điện nó lag qua, em thấy lag không? Đi vào chơi thì gặp cái bọn này nó thuộc dạng cũng là nhìn kiểu đàn anh đàn chị hơn thằng này, nhưng mình vẫn tin tưởng là có cái ông anh của nó là có mặt. Thế mình cũng vào, thế nó cũng bắt đầu nó cũng nói chuyện to mồm mạnh mồm lắm, nói chuyện mạnh mồm lắm. Thế mình thấy là ok, nhưng mà nhìn mấy ông bạn này cũng bặm trợn, cũng kiểu thuộc dạng là có máu mặt hơn thằng này nhiều. Nhưng mới đầu vào thằng này cứ nói to, không thằng nào bảo gì cả. Mình nói à được, thế đánh được. Ok. Vào đánh hỏi là bây giờ ai sóc cái. Thấy chưa? Thế bảo là ai sóc được. Thế mình cũng không sóc, mà Vương không sóc. Thế là mình để cho bọn nó sóc, tự sóc. Mà nó sóc nó đánh một lúc. Nó đánh một lúc thì gỗ thì lấy đâu ra máu. Nó đánh được một lúc thì bọn mình thua. Mình đánh khoai mình thua. Mình đánh khoai một lúc thì mình nhìn ra vấn đề là trong 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 cái sân chơi này là
nó không phải là cờ bạc bình thường, nó là bịp trong đấy rồi. Thì đây là nhắc lại anh em này, các bạn khi mà các bạn đánh bạc thua ấy, các bạn hãy lẩy số thật nhanh, cứ nghĩ là người ta bịp đi, về quân cán bát đĩa nó đưa vào mà, quân cán bát đĩa độ kia đưa vào thì ban đầu là thằng kia nó bảo không bịp, em đánh đen thôi, mà em đưa đồ vào thì lỡ may bị nó biết, thành ra là bây giờ nó khó. Chứ còn bọn này cô có biết cái gì đâu, nó cứ bảo là cứ nó cãi nó không biết cái gì, bọn kia không biết cái gì. Mình ngồi một lúc thì mình thấy là cái mặt ông bên cạnh, mặt ông đối diện mình ấy, mặt cứ đừ như này, mặt cứ ngồi đần như này, sóc xong rồi ông cứ đặt bát xuống ngồi đần như này, đang đếm rung, ngồi đếm rung, các bạn hiểu không, mặt cứ ngồi đần như này để đếm rung. Bọn này gọi là thợ nhưng mà gọi là thợ cũng gọi là non. Nếu như ông nào chơi cảm ứng thì ông biết thằng nào quái, thằng nào là thợ quái thì người ta chỉ nghe một rung đầu, hai rung đầu là người ta, đây là người ta đang đánh bằng quân rồi em ạ, người ta đang đánh quân rồi, chứ hao quân vào không ăn thua. Đang giải thích với anh em là cái việc mà đánh bằng cảm ứng thì nếu như mà ông nào mà thợ thực sự ấy thì người ta ngồi tầm nghe tầm 1-2 nhịp đầu, tầm 3-4 nhịp đầu thôi, tầm 3-4 nhịp là mình cảm giác được đấy là trắng hay lẻ rồi, đấy là ba trắng hay là tứ tử rồi. Nhưng mà cái ông bạn này là ông phải đếm nhịp, mà đếm thì đếm nhiều nhịp lắm, anh em biết cảm ứng thì nó mười mấy, hai mươi mấy nhịp, ngồi đếm xong đi đấy thì cũng gần hết mẹ canh rồi, nhá. Sóc xong mặt xuống, mặt ông ngồi đần thế này, ngồi kiểu là đang nghe rung, nhá, đang nghe rung, thế mình hỏng rồi. Thế là chết rồi, đánh bị bịp rồi. Thế là mình gật đầu ấy, Vương hiểu ý là thôi là anh em mà là không đánh nữa. Mà lúc đấy là hai anh em còn không biết là còn hơn 50, mỗi thằng còn hơn 50, biết là quay sang là một thằng đánh chẵn, một thằng đánh lẻ. Đấy. Một thằng đánh chẵn, một thằng đánh lẻ. Cứ một thằng đánh chẵn, một thằng đánh lẻ để chờ thôi cơ. Không thay quân được. Nếu như mà trong trận đánh ấy, đừng khi mà người ta đang bịp nhá, mình mà muốn ăn lại người ta thì đừng có phá cái đường bịp của người ta. Phá đường bịp là người ta sẽ biết là mình phá, hiểu chưa? Mình không bắt thay quân. Bắt thay quân là nó biết là mình là quái, mình là thằng quái. Mà khi mà nó biết là mình là thằng quái rồi ấy, thì nó lại đề phòng mình lắm. Sao, tại sao thằng này bọn nó đánh như thế, kín như thế, đồ kín như thế mà sao nó vẫn biết, nó biết mình là quái. Cho nên là lúc đấy là không nên thay quân. Thay quân là dở nhá. Không thay quân, mình cứ kệ đó. Thế là tôi nháy anh Vương ấy. Thì ông bạn kia thì đến cái lúc mà lúc đấy thấy tôi với Vương không đánh nữa thì ông lại đâm vào, ông đánh to. Mình bảo là đánh vừa vừa thôi, chờ đến dây đỏ mà đánh. Thế là ông bạn ấy cơ bản là ông khi ông gọi mình thì ông cũng tin mình rồi. Thế mình bảo gì ông nghe. Thế là ông ấy đánh ít lại để chờ thời cơ. Thế ông cứ kiểu là xong rồi ông cứ nhìn sang mình hỏi là anh có cái đường gì thì đánh mẹ đi nhá. Kiểu là thua rồi anh có đường gì anh đi. Mà khi đấy chưa sốc cái nhá. Mà cái hay của bọn này là nó bảo với mình là ai sốc được, thằng nào sốc được thì nó nghĩ là bây giờ đánh cảm ứng thì thằng nào sốc được, hiểu chưa? Thế rồi mình đánh một lúc sau nhỏ là đen quá. Gỗ đi theo thợ đa số rất mạnh tay, bởi vì khi mà thằng gỗ ấy nó gọi được cho thợ rồi ấy thì nói thật là nó cứ tưởng là bây giờ là có đi với ông này là bây giờ là nó lấy được của thiên hạ hết, cứ đánh bạc là nó ăn nhá, cứ đánh là thắng. Nó cứ nghĩ như vậy, bây giờ nó đánh như phá mã. Nghĩ là bây giờ là nó đánh đâu cũng là chúng, nghe chưa? Mình có khả năng điều khiển về cho bọn nó được. Toàn là như thế. Nhưng mà may là cái thằng này là ngoan, mình bảo là đánh vừa vừa thôi để chờ thời cơ đỏ thì đánh. Thế là nó cũng nghe lời. Thế là cũng ngồi chờ đánh bé lại. Thế anh bảo là anh ơi, cho em sóc, em đen quá cho sóc cái. Thế là bọn trên kia ấy ngồi, tức là mấy thằng cùng bị với nhau mà. Trong đám đấy 6 đến 7 thằng ở đấy, chỉ bịp có một thằng này thôi. Mới chia sẻ lên 5 nhóm cờ bạc. Ok, cảm ơn lớp TikTok nhá. Khi mà nó bị bằng cảm ứng thì nó lại nghĩ là bây giờ sóc cái thì ai sóc được. Thì mình đâm xuống, mình xin xuống mình sóc. Mà mới đầu là định để cho anh Vương, mới đầu ở nhà bố trí là để cho Vương sóc. Thế nhưng mà cái bọn này nó lại hay như này.
vì nó đánh cảm ứng cho nên nó không muốn cho mình dịch mắt. Sóc ở đâu phải đặt ở đấy. Đấy, sóc ví dụ mình sóc ở đây thì mình phải đặt sóc xong đặt xuống đây luôn, chứ không được dịch sang bên này. Mà anh Vương thì hay đánh cái đòn nước hay, tức là sóc xong mình đặt sóc xong đặt xong đây rồi lại cầm mắt đưa ra ngoài thì lúc đấy mới đánh, thì đấy gọi là đòn nước hay. Anh em nào mà đang xem livestream mà muốn học nghề ấy thì cũng phải biết này, nó có hai đường đánh, một là đòn nước một, hai là đòn nước hai. Anh Vương đánh cái đòn nước hai, tức là sóc bình thường này, sóc này bình thường đặt xuống đây này, khi mà đặt xuống là chưa biết cái gì cả, tức là đặt ở gần gần lòng mình mắt, xong đưa ra một phát, đấy, đưa ra một phát thì là đấy gọi là đánh cái đòn nước hai. Thế nhưng mà cái bọn này nó lại là sóc xong đặt chỗ nào thì để chỗ đấy luôn, chứ không được bê sang. Thế là Vương không đánh được, tức là đánh được nhưng mà cái đòn nó không đẹp bằng mình. Mình cái đòn nước một thì mình có hai đường, mình đánh là ok. Nếu ông nào học nghề thì có thể liên hệ số điện thoại 096 388 442 là học về hai cái đường mà đánh nước một, bởi vì nước một nó hay quá, nó hay. Mình vào mình đánh, khi mà mình vào sóc cái thì các bạn đo sai. Cái đòn này không biết là gọi cái đòn gì nhỉ, không phải là đòn tiện nhân không, chuột chạy thì không phải, chuột chạy thì phải dịch bát. Cái đòn này cũng không dịch. Cái đòn anh đánh mới đánh thì cái ngày mới đánh ấy không dịch bát, không chuột chạy, cũng không tiện. Thế mình sóc xong đặt xuống là mình biết được luôn. Nhưng mà khi mình vào sóc ấy thì các bạn biết là các bạn đo sai hết, các con vợ đo sai hết. Bởi vì khi mà mình đã biết các bạn bịp rồi, biết các bạn bị bằng cảm ứng ấy, mình sẽ tìm cách phá, nhưng mà không phải là thay quân. Và nó thẳng là cái đồ cảm ứng thì mình không bao giờ đeo trong người, đồ cảm ứng thì mình không đeo trong người và mình cũng không bao giờ bán, bởi vì là nó không được tốt cho sức khỏe. Đấy, mệt, đeo nó mệt, mình không đeo trong người. Cho nên là muốn phá cảm ứng này nó có hai cách, nói để chia sẻ với anh em luôn. Mình chỉ cần đặt một cái vị ở trong người mình, ngồi gần đấy, mình cứ ngửa lên mà nó lại đánh đúng thì mình lại úp xuống, hiểu chưa? Đấy là đấy là cái cách mà phá, cái thứ nhất. Cách thứ hai, các bạn biết cái quân cảm ứng này, cảm ứng sóc xong đặt xuống này, cái bát nó phải khít đấy, cái bát nó phải khít này. Nếu mà bát với đĩa mà tạo thành cái kẽ hở ấy, khi mà anh em mà sóc xong đặt xuống mà trong bát đĩa mà tạo thành kẽ hở thì cái nhịp rung nó là không chuẩn nữa, nó có thể ít hoặc là nhiều. Cho nên là khi mà muốn phá cái đòn đấy thì anh em phải làm sao mà làm cho bát đĩa nó cập kênh với nhau. Đấy, nó cập kênh với nhau thì hầu hết tất cả bát đĩa ấy, nó đều có một cái độ ở nhất định. Và khi mà các bạn đặt đúng phương hướng thì nó sẽ là khít. Nếu mà bạn quay mé sang một tí thì nó là hở. Đấy, thì đến lúc mình vào sóc và phát, bọn nó đánh không chuẩn nữa. Nó đo đúng cự ly 80 phân như vừa nãy nhưng mà không chuẩn. Bọn nó không hiểu tại sao. Bắt đầu là đánh thua, bắt đầu các vợ là xác định là dẫn ba thằng mình vào trong rồi. Thua nó bắt đầu là nó bị thua ngược, là nóng mặt. Khi mà các con vợ là thua rồi, nóng mặt rồi, là cay cú, có bẩn nhá, bắt đầu là chửi bới này kia. Chửi bới thì là gỗ của mình. Lúc đấy là mới đầu là to mồm lắm, gọi là nhất anh ở đây rồi. Đến khi mà bị các bạn nó mắng là ngồi yên luôn, không nói câu gì, gỗ ngồi yên như cún. Thì con mẹ mình nó chết dở rồi, các thằng này vừa nó nói to thế giờ không nói, mình cũng run. Thế lúc đấy là mình, khi mà run thì mình hạn chế đánh 10 phát, mình chỉ đánh 1-2 phát thôi, để tránh trường hợp là lổ ra nó lách việc. Thế là biết là đang đánh là gỗ là, có khi là run trước mình, run hơn mình, run hơn mình. Thế là gọi điện cho ai ấy, thế là đang gọi điện nói cái gì ấy. Một phát, một ông bạn đấy đang ngồi trên giường lao xuống, nó nhảy xuống, nó đạp một phát, thằng cái đâm đầu, gỗ đâm đầu vào tường. Mày đã chết mẹ.
Ủa mình vào đánh như này thì tí nữa mình về thế đéo là đi mẹ ăn được tiền đã về rồi. Thế là lúc đấy là hãm lại. Lúc đấy là Phang Phang gỡ được cái tiền thua rồi, Phang ra lồi ra được 6-7 chục. Hỏng rồi, mẹ mày bị dính 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 quả mẹ mày đường cùng rồi. Tức là ông gỗ này là đường cùng, thấy chưa? Không không có cách nào gỡ mà đang nợ nần rồi. Thấy chưa? Thì bây giờ nó cứ gọi mình thôi, gọi mình đến mà nó cứ nói thôi. Nó cứ nói là ok hết để mình vào mình làm. Mà được thì được, mà không được thì thôi. Nó đường cùng, mình nói mẹ mình bị chơi vào thế rồi. Gỗ lúc này là mục mẹ rồi. Gỗ này là mục rồi. Gỗ lúc này là bị nó đạp cho một phát đâm đầu vào tường là mục, mình hỏng rồi. Thì mẹ hai lúc đây là run. Lúc đấy là cái là đi với Vương, Vương tay đao tay búa mà cũng bình tĩnh nha. Thế Vương bảo là Vương lúc đấy là không tỉnh táo, là không 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 bật bọn kia mà nói đỡ thằng kia dậy. Nguyễn Tuấn Quang ok chào đầu gấu nhá, đỡ thằng gỗ dậy. Thế bảo là ông đang đánh bạc cứ gọi điện làm gì, để anh em nó bực kia, lần sau rút kinh nghiệm, đừng có gọi nhá. Bây giờ là thế đâu bọn kia nó lại ngồi nó đánh tiếp, nó ngồi chơi tiếp, mình lại phang tiếp. Phang đến một lúc là nó thua nó... Tức là khi mà các ông phải hiểu những cái thằng nó đã đi bịp ấy, nó đưa đồ vào rồi, nó đang bịp rồi nhưng mà tự nhiên nó lại không bịp được nữa. Em mới chia sẻ lên nhóm 140k người, ok lớp TikTok nhá. Kỷ em cái áo anh, xem anh lâu lắm rồi, đêm nghe anh kể chuyện mới ngủ được. Thằng này tên là gì? Lâm Smile. Đêm hôm thì anh phải kể chuyện để cho em ngủ, tức là anh đã lao động để cho em có giấc ngủ ngon rồi, đúng không? Thế bây giờ em lại bảo anh kỷ áo, sao em không bảo là anh ơi anh bán cái áo bao nhiêu để em mua ủng hộ anh, đúng không? Bây giờ em nói như thế nó buồn cười không? Đêm nào cũng nghe anh kể chuyện thì đấy là anh làm việc để cho em ngủ ngon rồi, anh ru em ngủ rồi thì em là mua áo ủng hộ cho anh một cái. Đây lại là thằng này cũng là chán thật. Như thế là anh mua cái anh áo anh bán bao nhiêu em ủng hộ cái chẳng hạn. Thì xong là đỡ dậy phát thì là phang tiếp, phang nó một lúc nữa thì là các bạn phải biết là khi bọn mà nó đi bịp ấy, nó đang đưa đồ vào ngon lành rồi, nó đang bị ngon lành, tự dưng mình mặc sau cái nó lại không bị được, thấy chưa? Nó không bị được thì nó thật nó cay cú lắm, nó bực lắm. Mà bình thường là chỉ có một mình thằng đấy thì bịp nó dễ, bây giờ tự nhiên gặp hai ông đéo đâu này vào lại thua ngược ra, nó cay lắm. Nó chốt con mẹ cửa lại. Lúc đấy là đang đánh nhưng mà có một thằng nó ra nó chốt cửa. Thế là cái cửa thì đây, ví dụ là Vương đang ngồi đây đấy, thì cái cửa ngoài kia, thằng kia ra chốt cửa bắt. Là Vương gật đầu mình gái thì mình nhìn ra là thằng này đang ra chốt cửa rồi. Mình nói có biến rồi. Thì lúc đấy là mình rút cái máy ra, mình nháy cho nháy Vương ấy. Thì lúc ấy Vương rút cái máy ra thì các bạn biết là như này này, đây là cái kinh nghiệm đi đi đánh bạc này, cũng như là nếu như ông nào là thợ ấy, thì nên biết cái này, biết cái này thì là giúp các bạn thoát nhiều trường hợp. Ví dụ đi đánh mà công an thì không nói, nhưng mà về cái mảng xã hội ấy, để mà gọi người đến cho nhanh ấy, thì là cách này là cách tốt nhất này. Khi mà các ông đi ấy, đi đến đâu, ví dụ là đến cái nhà này để chơi đúng không, đến cái chỗ này để chơi, công hãy chọn một cái thằng bạn nào thân cận nhất, mà cái thằng bạn ấy nó có tiếng nói, nó có thể điều người đi cho mình được. Công gửi cái định vị, đến đấy phát gửi định vị luôn, gửi định vị cho nó, phải thông bảo nó từ nhà trước. Như bọn tôi làm thì chỉ cần mà nhận được cái định vị là biết à thằng bạn mình đang nó đang làm ở đây là biết thôi, chứ không cần phải nói gì cả, chỉ gửi định vị là biết là thằng này hôm nay là đi làm ở đây. Thì khi mà thấy mà lạnh gáy mà phát thì là cầm cái máy lên, chỉ cần ấn một dấu hỏi chấm hoặc là ấn một cái dấu chấm xuống
hoặc là bình nhắn tin một bất kỳ một tin nhắn gì đấy là người ở nhà biết là à thằng này xảy ra biến rồi, chứ không phải gọi điện, cũng không phải nhắn tin là tao đang ở chỗ này chỗ kia mày đến đón tao đi, tao bị bắt rồi. Rất khó, lúc đấy nhắn tin nó rất khó, nhắn tin nó là khó, và gọi điện nó càng khó hơn. Mình làm sao mà rình rình ấn được cái điện thoại, ấn một cái dấu nào đấy, một ký hiệu đấy để bên kia nhận được là được, thấy chưa? Hôm đấy không mang súng, mà súng thì công an nó bắt chết nhá. Mình đánh bạc nó có tội rồi, súng nào nữa, làm gì có súng mà. Thế là ấn một phát là gửi đến ông em ở nhà. Thì ông em ở nhà điều người thì mới đầu là 3 người. Khoảng tầm 30 phút sau thì là tức là nó thì lúc đấy là nghỉ rồi. Lúc đấy là nghỉ hẳn rồi. Lúc đấy là bọn nó quay lại rồi. Nó bảo là trận bạc hôm nay là nó có vấn đề. Mà nó biết chắc chắn là có vấn đề, bởi vì nó là người đi bịp rồi mà nó lại thua thì chắc chắn nó có vấn đề rồi, nhưng mà nó không bắt được cái là tang mình là tang gì cả. Không biết mình đánh cái đường gì, thấy chưa? Mình không thể rõ như thế được. Nó khi mà nó dùng đồ máy phát không chuẩn ấy thì nó không tin vào đồ nữa. Anh em hiểu không? Nó không đánh theo đồ nữa, nhưng mà nó đánh xanh chín mà nó vẫn thua. Thua nhiều. Không, mình không phải là gấu. Mình phải từ từ, trước khi mà đang kể câu chuyện này phải nói trước với anh em này. Tôi là một thằng rát chết. Khi mà lâm trận thực sự thì tôi phang. Thế nhưng mà ví dụ như mà chưa xảy ra chuyện gì ấy, thì tôi lại là thằng rát chết. Lúc nào tính đường chuẩn thật. Và tôi có một cái bệnh là bệnh run. Kiểu như là lâu lâu không đi đánh bạc, mà lâu lâu mà đi đánh bạc một lần ấy, thì sẽ hay bị run. Hay bị mình run thật sự. Còn ví dụ như là đi đánh thường xuyên ấy, thì lại không run, thì lại là thành ra nó chai sạn đấy. Cái cảm xúc của mình chai sạn đấy, mình không sợ, mình không có cái trạng thái hồi hộp đó. Còn tôi mà khi mà hồi hộp ấy thì hay bị run. Tôi bệnh run tay mà. Nếu nhiều ông nào mà tiếp xúc tôi rồi biết. Còn đi bịp thường xuyên thì nó lại không run nữa, sau nó quen nó không run. Nhưng mà từ cái đợt Tết đến giờ không đi bịp ấy, thì khả năng nếu mà giờ quay lại mà đi bịp một trận thì vẫn bị run. Lâu lâu mà không ấy thì vẫn bị run. Thì lúc đấy là 30 phút sau thì có 3 thằng đến. Mà địt mẹ nó 7 thằng đến gõ cửa, gọi cửa. Lúc khóa cửa gọi cửa. Thế nó bảo là thằng nào gọi đến đây, và người đến đây. Thế là đéo ai, mình không bảo, kia không bảo, thằng kia thì bọn em có cầm điện thoại đâu mà gọi. Thế đập cửa, thế là thế là bọn kia ra ngó, thấy người ngoài người lạ, thế nó không mở. Chờ 10 phút sau nữa, tầm 17, 18 mạng, đến tận nơi đập cửa luôn. Tức là cái khi mà đập cửa ấy, trước khi đập cửa ấy, bọn kia nó bắt mình ngồi lại. Nó bảo mày, nó khám đồ, nó khám. Lúc mà nó bảo là chân bạc có vấn đề, nó khám đồ. Không phải chuyện này, chuyện có anh Vương đi thì nó chỉ có nổ thôi. Không phải. Tức là nó mang dao dựa, nó dọa. Thì mày ở đâu? Mày là tôi đang ở ngã tư Sở nhá. Mày là người ở đâu? Sao lại đến đây? Tôi bạn thằng này này kia, mình cũng trình bày hai thằng đi nói trước với nhau rồi. Nói chuyện là mình cũng là người này người kia để mà cho khớp rồi. Nên là hỏi nó hỏi không ra cái gì. Nó hỏi mình có phải là thợ không? Thợ gì? Mình lúc đấy cũng bị bẹ bơ, thợ gì? Tôi thua nát đít rồi vào sóc cái thì đỏ gì không mà là thợ. Thì nó thật mình cứ cái cổ. Cũng đây là một cái kinh nghiệm này. Những cái ông thợ non tay như ngày xưa ấy, mình bị nó chồng như một phát. Cái trận mà tôi kể trong Thanh Hóa ấy, ở trong Thanh Hóa ấy, bị nó chồng một phát, nó bảo là nhận thợ đi anh bảo kê anh không đánh mày. Cuối cùng là bị nó đánh nó bị bẹp thâm mắt ấy. Là mình ngu, mình nhận mình là thợ. Thế nên những ông nào mà đi bịp ấy. Ông Hải 6789 không biết đâu. Ông nào mà bán đồ mình không quan tâm đâu. Những ông bán đồ trên mạng mình không quan tâm. Thì đây là cái kinh nghiệm.
Bởi vì cái trận, mấy trận trước ấy, trận trước mình cũng bị, mới đầu nó dọa, nó đòi đánh. Nó bắt mình nhận là thợ, mình không nhận. Tức là đến khi là nó nịnh mình, bảo là mày nhận đi, anh bảo kê thôi. Thế là mình nhận, trận đấy là mình nhận thì bị nó đánh. Thế là trận này thì kinh nghiệm rồi, trận này thì nó hỏi mày là thợ phải không, thì mình 1-2 là không, thì mẹ kể cả đánh chết mình đéo nhận mình là thợ, thấy chưa. Và nói thẳng là kể cả khi mà ông đi đánh bạc nhá, ông đi bịp nhá, nó bắt được các ông đồ trong người ấy, thì các ông biết là nên nói nào, nên nói như thế nào để mà nó không bắt được các ông. Sao tự dưng mất mạng rồi? Ok thì anh em, đây là cái cách mà khi mà anh em chống chế, khi mà anh em bị kiểm tra đồ trong người ấy, nó bảo là nó kiểm tra đồ, thấy đồ trong người mình đúng không, nó bảo mình bịp, bảo là anh này bịp thì em phải đưa đồ vào, đưa được bát đĩa hoặc quân, đúng chưa, mà bát đĩa là các anh đưa vào, còn mình hao này không nói nhá. Thế mình bảo là bây giờ bị bậm nó nhiều, em cứ mang đồ trong người này, lỡ may thằng nào bịp thì em bắt được, đây là em phòng thân thôi, thấy chưa. Mình cứ cãi như vậy, kể cả nó biết chắc chắn là mình bịp rồi, mình cũng cãi, mình không thể nhận được, mình nhận là chết dở, mình nhận là nó xảy ra nhiều cái vấn đề lắm nhá. Mình mà nhận mình là thằng đi bịp thì nó xảy ra nhiều vấn đề lắm, cho nên là không thằng nào nhận là mình đi bịp cả. Mà cũng khuyến cáo anh em luôn, kể những câu chuyện này để cho anh em biết đi bịp nó vất vả lắm, thấy chưa. Cho nên là ông nào mà đang được đi học thì lo mà học đi, đang đi làm công việc ổn định thì lo mà ổn định, chứ đừng có nghĩ chuyện đi bịp người khác hoặc là đi đánh bạc để kiếm tiền. Để ngay cả lô đề cũng thế, bóng bánh thế, các ông đánh là các ông thua, mà các ông đi bịp là các ông bị nó phang chết. Đây không phải là bản lĩnh, không phải là tinh thần thép, mà là khi mà bị nó bắt rồi bằng chết mình không nhận, nhận là bị nó đánh, không nhận nó không có cơ để đánh nhá. Nhận bị nó đánh nó còn bịt mẹ mày đưa mình lên công an là vì cái tội là mẹ mày lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhá. Không nhận thì bằng chết là không nhận, nó không giữ mình được lâu đâu, nó giữ mình lâu nó chết, nó giữ mình quá 2-4 tiếng tức là nó giam giữ người trái phép, thấy chưa. Lúc nó đánh mình thì nó là ngoài cái tội đánh bạc ra nó còn có cái tội là cố ý gây thương tích, thấy chưa, hành hung người. Cho nên là không còn vướng, mình phải nói luật ra, lúc đi bị nó bắt nói luật ra, bây giờ công an bắt thì nó lên được hết, thằng tổ chức là thằng chết trước, mình không thể chết được đấy, thằng tổ chức là thằng chết đúng không. Còn giờ mà đánh anh đánh em thì đấy, em gọi công an ra, anh thích giữ em thì em gọi công an ra cứng vào, thì lúc đấy là nó bắt đầu là cái kiểu là nó cũng đòi như muốn ăn người đấy. Lúc đấy là bọn mình cứng, mình với vương thì cứng hẳn rồi, đi vương thì mình tự tin nhá. Mình bảo em không bị bậm gì cả, không có bị bậm gì cả, em biết bị cái gì, bắt đũa quân cán nhà anh thì kiểu làm sao được, bị kiểu gì được. Mình cứ cãi mày, nó bảo mày sóc kiểu gì, mày đoán chính xác lắm, thì em có tiếng được tiếng mất đấy chưa, có tiếng được tiếng mất anh ạ. Mình cứ cãi đi cãi lại như thế để cho anh Vương chúng nó không có hỏi không. Vương thì không hỏi, bởi Vương không phải người sóc cái nhá, bát đĩa của nó Vương chỉ là người ngồi ngoài đánh, thì làm sao mà nó hỏi, nó quay ra nó chỉ ấy mình. Thế nhưng mà lúc đấy mà xảy ra chuyện thì là nếu mà nó phang mình thì là chắc chắn nó sẽ phang cả anh Vương nhá, nó bắt mình nhận mình đeo nhận. Đến khi là tầm 4 phút sau thì là người của mình vào thì khi mà người của mình đến ấy, thì nói chung người mình không phải người đấy, bọn nó không đeo sợ, thế nó đeo mở cửa. Thế là may là hôm đấy là có ông anh, ông quen một cái ông anh lớn ở đấy. Còn ông gỗ lúc đấy là mất người này, ông gỗ lúc đấy là bảo có anh nào anh này anh kia đeo đi đâu, nó là tìm cách cướp lại tiền nhưng chưa cướp được, đang tìm cách là đè phân để lấy lại tiền mà nó chưa đè được, đang bắt anh nhận là thợ thì mới cướp lại tiền được, còn anh mà không nhận là thợ thì nó không có chuyện được lấy lại tiền được. Anh bảo là anh đánh xanh chín anh thắng thì làm sao mà lấy lại tiền được, mình chưa bóc phốt cái việc nó đưa quân vào rồi chứ.
đường cùng mình sẽ bóc cái chuyện mà không được cướp. Khi ông đánh bạc thua lên công an, ông chỉ bị tội đánh bạc mấy năm tù. Còn khi mà đánh người mà để lấy tiền nhá, đấy gọi là cướp và cưỡng đoạt tài sản thì tội lâu lắm, 7 đến 5. Cướp bạc là tội là vào khoảng 2, khoảng 3 cướp. Thấy chưa? Tùy vào cái số lượng tiền ít hay nhiều, hành vi cướp như thế nào. Cho nên là chuyện cướp bạc mà bọn nó cũng khôn rồi, nó cũng biết rồi. Thấy chưa? Nó phải đè được mình, nó cảm thấy mình yếu thì nó mới đè ra lấy tiền. Nhưng mình cứng, nó không lấy được. Đấy. Thế là người của mình mười mấy thằng ở ngoài ấy, đập cửa nó đéo tao vào. Nó không vào mà cũng đéo tao mình ra. Tức là nó vay làm sao để mình lấy tiền mình đã. Vay để mình nhận để lấy tiền, lúc đấy thì nó không xác định là đánh mình rồi. Nó lại vay để lấy tiền. Thế rồi không vay được, cái là người của mình ở ngoài có ông anh thì ông lại quen với ông anh ở đấy. Thì ông anh điện cho xong ở đấy, nói là được hơn trăm. Thì ông có tiếng nói ở đấy thì là may lúc ấy là thoát. Lúc đấy bọn kia bắt đầu mấy thằng là săn tay săn tân này đòi đánh rồi. Định nghĩ là đi mẹ quả này hỏng rồi, toang. Nhưng may đúng rồi, cái trận đấy là mình tưởng là chết. Thế nhưng mà cuối cùng là không bị sứt vào cộng lông nào cả. May thật. Thế là ông kia ông gọi đến. Ông gọi ông kia thì ông kia ông ấy nói chuyện. Đội bây giờ mà để gọi một người một lần 40 anh em thì khó, không được. Khoảng tầm chục vài chục 15 người thì gọi là được. 40 thì bây giờ bởi vì anh em mỗi người mỗi việc, làm ăn nó không phải là bây giờ chỉ một kiểu như kiểu là lương sơn bạc ngày xưa, thấy chưa? Bây giờ mà ông tụ tập đông là cũng là hỏng rồi. Tụ tập đông là chính quyền cũng có cái gọi là cái lý do để bắt các ông rồi. Bây giờ bảo là bây giờ anh alo phát tầm 50 mạng nó tập trung ngay là toàn nó phét nhá. Thế là ông anh kia điện xuống, điện cho bọn kia để bảo đây là chỗ thằng em nó đánh bạc, nó xanh chín thôi. Mà lúc đấy là ông anh mình ở ngoài bảo là thằng em của em nó đến chơi xanh chín mà bị đè phân. Thế là thế là ông ấy xin số gọi vào cho bọn kia. Gọi xong thì là ông ấy xin số mình gọi nói chuyện với mình, nói chuyện thì bảo là em được thì gửi lại cho anh em một ít, đừng là hết đó không hay anh đứng ra nói vậy. Mình lúc đấy thì là xong rồi, mình lúc đấy nghe ông anh kia nói là sướng rồi, lúc đấy được trăm mấy thì mình vứt lại cho đội kia 40. Nói thật bọn em khi lúc em mà thua ấy, mình nói đứng ra mình cứng luôn. Vương đứng ra bảo bọn em mà thua thì em chẳng có được nghìn nào đưa về cả. Đây là có các anh của anh ở bên trên điện xuống thì em gửi lại các anh 40, còn bọn em được thì bọn em phải lấy, bọn em chẳng bị bận gì cả. Lúc ấy cứng luôn. Còn nếu lúc đấy mà nể ông anh kia mà đưa lại tiền cho nó lại thành ra là dở hơi, mà mình nhảy đéo được cái gì. Bịp ở Quảng Ninh lần nào chưa, thế thì vào kênh đi, có cái clip nói về cái trận bịp ở Quảng Ninh cũng suýt bị nổ ở Móng Cái, trận ở Móng Cái. Từ Nhật Bản xa xôi chào đại ca. Ok, chào Lương Chu nhá. Thế ông kia gọi điện xong một phát là xong, là mình cũng đưa lại 40 là thoát, là đưa anh em về. Có được 80 thì chia nhiều lắm. 80 thì ông kia 30, còn hai anh em tôi 50 thì bỏ ra mất đâu 7-8 triệu ấy. Đưa anh em đi ăn uống. Đấy, đưa anh em ở ngoài đi ăn uống là mỗi anh em cầm về được đâu có 20 thôi. Vinh Vương, trận đấy tính ra là anh em phải hiểu này, khi đi bịp nó kể chuyện thua chuyện thắng ấy thì nó nhiều lắm, nhưng mà cái về tay mình thì nó chẳng là bao nhiêu đâu. Đấy, ví dụ như không xảy ra cái việc đấy, đúng không, không xảy ra cái việc đấy mà mình được 120 thì cũng phải đưa cho ông bạn kia là 50-60 rồi thì về chia mình cũng chẳng là bao nhiêu. Chơi điên là 50 đi thì hai anh em 80 tiền đi lại lên quanh nữa 5 triệu nữa thì cũng chỉ được cái thằng hơn 30 tí thế thôi. Toàn xem lại lần đầu tiên xem trực tiếp, Thảo thích con người em. Ok anh Đặng Hồng Quân nhá.
Thôi lần đấy là thoát cũng là may. Đáng mình nghĩ lần đấy là như đòn đấy. Nhưng mà may bọn đấy nó cũng thuộc dạng là người hiểu biết, nó ra xã hội nó cũng biết hiểu luật, cho nên là nó không 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 khoang mình. Nghe bọn mình nói luật cho nó chán mẹ rồi. Nghe nói chuyện đấy mình nói cứng mà nói mình nói đúng, nói toàn luật thôi. Thế là bạn ấy sợ. Thế là khi mà ra đây đâu vậy, anh em phải nắm luật thật chắc, hiểu thật hiểu luật. Mình giờ đang ở Hải Phòng. Còn đấy là cái câu chuyện ngày hôm nay. Còn để cái tiếp nối cái chương trình mà livestream của buổi livestream ngày hôm nay thì mình vẫn nói là anh em nào mà cần đồ cờ bạc thì có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại hoặc là vào Zalo. Số điện thoại 096 308 402 nhá. 096 888 2222. Anh em nào cần thắc mắc các loại đồ như nào ấy, có đánh được hay không thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình số đấy. Còn buổi livestream ngày hôm nay là giới thiệu là mình đã nhập áo này về rồi. Đây, sau lưng các bạn đây là hai loại áo đỏ đen và đỏ trắng. Đấy. Nếu như ông nào ấy mà điện thoại đây. Ông nào mà thích lấy áo này ấy, thích mua, gọi là thứ nhất là cảm thấy cái áo này đẹp. Đấy, áo này đẹp, anh em mặc thấy là ok, uy tín thì anh em mua. Cái thứ hai nữa là ủng hộ mình. Chứ không phải mình không nói là anh em không mua cũng là phải ủng hộ, không thích cũng là ủng hộ, thế là vứt đi. Quan điểm của mình này, anh em phải thích thì ủng hộ. Số điện thoại là 096 888 2222, 096 338 442. Quan điểm của mình là anh em cảm thấy áo này chất thì mua ủng hộ. Đấy, áo này là 350 một chiếc, chất vải là ok. Anh em nhìn kỹ này. Đấy, thấy chưa? Ok luôn. Nó có áo đỏ đen và áo đỏ trắng. Đấy. Thôi xin sang Nhật làm gì. Nói anh cảm ơn Lượng Chu đã có gọi là nhà ý. Nhưng mà sang Nhật thì nó xa quá. Tiền công cao hơn tiền gỗ rồi. Chưa? Mình chỉ làm với chất rô thôi. Chất rô chất cơ thôi. Không làm chất bích. Còn những anh em nào mà quý mình ấy, xem livestream của mình mà cảm thấy không muốn xem chùa ấy, xem thì chí cho mình quả xẻ đi. 200 mạng này chỉ có 63 like thì anh em tắt cái bình luận, nhấn lại cho mình cái nút like ấy nhá. Nhấn cái nút like ấy. Nhấn cái nút like ủng hộ mình ấy, là ông nào lại bớt like này. Dũng Gà Hải Phòng thì em có thể là vào trong cái Facebook. Facebook của anh là Hoàng Nam. Đấy, có thể vào Hoàng Nam nha. Cái việc mà các con bạc nó hay cảnh giác ấy, chỉ có tay nghề thì mới là đẳng cấp thôi. Không tìm thấy Facebook. Facebook là Hoàng Nam này, mặc áo đỏ đen này. Đấy, tay không gây dựng cơ đồ này. Đấy, anh em gõ chữ Hoàng Nam. Còn cần thiết thì là cuối livestream này, Facebook là Hoàng Nam, nhìn rõ chưa? Đây, Facebook là Hoàng Nam. Đấy, nét chưa? Đấy nha, đấy là Facebook của mình. Đấy, anh em nào thích thì vào đấy. Facebook idol kết mối quả bìa chất. Nó là cuộc đời của mình, nó là như vậy, là tay không đấy. Link Facebook ở phần mô tả, chuẩn luôn. Anh em có thể vào link Facebook ở phần mô tả hoặc là cuối bình luận, cuối cái livestream này mình sẽ để lại cái link. Ok, cần thì mai à? Sơn Phạm vào tầm này là hơi muộn. Ok, Dũng Gà đã gửi lời mời kết bạn. Cái túi 9577 hết mà, nó không đáng bao nhiêu đâu. Nha. Hát bài cho mát đi idol, mình không phải ca sĩ đâu. Áo nha, những anh em xem livestream mình chỉ bán với giá 350 thôi. Còn ngoài livestream, anh em nào hỏi mua là cứ 550 nha. Thôi khi là xuống live anh em nhá, tầm này cũng muộn rồi nhỉ, 10:30 rồi. Ít người xem rồi. Hết câu chuyện rồi, anh em cũng xuống rồi, ok rồi, nha. Thôi cảm ơn anh em nha.
185 anh em xem livestream mà mới chỉ có 88 người like thì mình như này này, rất mong những anh em đang xem livestream này tắt cái bình luận chí cho mình quả like, cho lên được 120 like đi nhá, cho nó rực rỡ nhá anh em, chí cho mình quả like đi. Ok, những anh em nào chưa like thì chí like đi cho nó đủ 100 đây nào. Ok, thôi chúc anh em buổi tối vui vẻ. Mấy thằng gỗ level Duy Nguyên Văn vào Facebook nha, hoặc là bình luận nhanh, bình luận ở dưới phần bình luận này, tí nữa bình luận họ tên, địa chỉ, số điện thoại anh sẽ gửi cho. Ok Thịnh Hưng nhá.